Mẹ là người mấy? Suzy, em lại gặp ác mộng rồi, ảo giác phải không? Anh à, em nhớ con bé lắm. Nãy giờ bé bỏng của chúng ta, sao nó lại phải ra đi quá sớm như thế? Nó chỉ mới có 8 tuổi thôi mà. Tất cả là tại em. Tại em lại đón con muộn, để con đi học về một mình, nên mới xảy ra chuyện như thế. Thôi mà em đừng tự trách mình nữa. Tất cả chỉ là tai nạn, không ai muốn thế cả. Em cứ như thế này thì con ở bên kia thế giới cũng không thể yên lòng được đâu. Em biết, nhưng em không thể chịu nổi. Em thực sự rất nhớ con bé. Em nhớ nó lắm. Thôi, em ngủ đi. Ngày nào cũng thế này em gục ngã mất thôi. Em à, ra ăn sáng thôi. Anh nấu xong hết rồi. Không biết cô ấy lại đi đâu rồi. Suzy! Suzy! Suzy kia rồi. Chẳng lẽ cô ấy định tự tử sao? Suzy! Em làm gì thế? Anh! Sao anh lại đến đây? Sao em lại ra đây làm gì? Không phải em định bỏ anh mà đi chứ? Anh à! Tháng sau là sinh nhật của Nayeon rồi. Em đã hứa mua cho con búp bê làm quà. Sinh nhật con năm ngoái vì bận việc nên em đã không được ở bên cạnh con. Năm nay em định tổ chức một bữa tiệc để bù đắp cho con, vậy mà lại không được nữa rồi. Em có lỗi với con quá. Mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn thôi. Em không hề có lỗi. Con cũng sẽ không trách em đâu. Em đừng thế nữa mà. Mãi mãi em không bao giờ được dự sinh nhật cùng con nữa rồi. Em không muốn sống nữa. Em thật sự rất nhớ con. Anh để cho em chết đi mà. Em bình tĩnh lại đi. Đừng có như vậy được không? Nếu em cứ như này, anh sẽ đưa em vào bệnh viện đấy. Em không biết. Em thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi đã tiêm cho cô ấy một mũi an thần. Cô ấy sẽ ngủ lâu đó. Anh nhớ cho cô ấy uống thêm thuốc bổ và canh chừng cô ấy nữa. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Có lẽ tôi sẽ xin nghỉ việc một tháng để chăm sóc cho cô ấy. Thuốc chỉ là giải pháp tạm thời thôi, còn chủ yếu là chữa tâm bệnh. Anh hiểu ý tôi chứ? Tôi biết, tôi cũng đang nghĩ xem là có cách nào giúp cô ấy vượt qua chuyện này hay không. Thực sự nó là cú sốc lớn với cô ấy. Eugene này, anh thử tham khảo chương trình này xem, biết đâu sẽ có ích cho hai vợ chồng anh. Chương trình thực tế ảo ư? Vậy để tôi xem thử. Cảm ơn bác sĩ ạ. Anh hãy thử gửi câu chuyện của mình đến chương trình, cùng thông tin của bé xem sao. Biết đâu chương trình sẽ đồng ý hợp tác với anh. Một tuần sau. Anh dẫn em đi đâu thế này? Hôm nay là ngày đặc biệt, anh có một món quà muốn dành cho em. Hôm nay là sinh nhật của Nayeon mà. Anh đưa em ra mộ của con bé đi, được không? Em không muốn đi đâu hết. Nghe lời anh nào. Chẳng phải em luôn mong muốn được dự sinh nhật cùng con sao? Vào đây với anh. Anh nói sao? Dự sinh nhật cùng con ư? Dạ xin chào, tôi là Eugene. Hôm nay có hẹn với chương trình ạ. Mời anh chị tới phòng số 3 ạ. Anh Eugene à, anh làm gì thế? Em đừng hỏi, em cứ đeo kính rồi bước vào căn phòng này cho anh đi.
Đây là USB bên trong có đầy đủ tư liệu về hình ảnh, giọng nói, clip cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của con gái tôi. Chúng tôi sẽ phân tích thông tin và dựng lại hình ảnh 3D của bé một cách chân thực nhất và sớm nhất để có thể mời chị nhà đến gặp gỡ bé trong đúng ngày sinh nhật của Na-yeon. Hy vọng rằng buổi gặp gỡ đặc biệt này sẽ giúp em nghĩ thoáng hơn và bớt đau buồn hơn. Mẹ ơi! Mẹ! Con đã nhận được quà sinh nhật của mẹ rồi nè! Con thích con búp bê này lắm! Na-yeon! Là con sao? Na-yeon bé bỏng của mẹ! Na-yeon! Mẹ! Con là Na-yeon của mẹ nè! Na-yeon! Mẹ nhận ra giọng của con mà! Đúng là con rồi! Mẹ nhớ con lắm! Na-yeon! Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc! Con cũng nhớ mẹ rất nhiều! Mẹ xin lỗi! Mẹ là một người mẹ không tốt! Mẹ đã không bảo vệ được con! Là tại mẹ! Tại mẹ! Mẹ không thể thực hiện lời hứa là cùng con giữ sinh nhật năm nay! Mẹ thật tệ có phải không? Con giận mẹ lắm, phải không con? Mẹ đừng như thế mà! Chẳng phải mẹ con mình đang tổ chức sinh nhật cho con sao? Quà của mẹ con nhận được rồi mà! Tuy con không còn ở bên cạnh mẹ nữa, nhưng lúc nào con cũng dõi theo mẹ! Con mong mẹ đừng đau buồn nữa nha! Mẹ còn có ba mà! Mẹ như thế, ba cũng sẽ rất đau lòng đó! Ba của con sao? Mẹ ơi, nếu mẹ cứ mãi đau khổ, thì con ở bên kia thế giới cũng không được yên lòng. Làm sao con có thể siêu thoát được? Mẹ phải mạnh mẽ lên nha. Còn rất nhiều người yêu thương mẹ mà. Coi như mẹ vì con mà tiếp tục sống vui vẻ mẹ nha. Na-yeon của mẹ. Nào, bây giờ mẹ con mình cùng ăn tiệc tổ chức sinh nhật nha mẹ. Mẹ ra thổi nến với con đi. Mẹ ra ngay đây. Sinh nhật năm nay, con ước mẹ sẽ không bao giờ phải khóc, phải buồn vì con nữa. Mẹ phải thật mạnh mẽ, mẹ nha. Mẹ còn có ba ở bên cạnh mà. Ba sẽ thay con chăm sóc cho mẹ. Mẹ phải cười tươi lên, mẹ nha. Cảm ơn con. Từ giờ, mẹ sẽ thật mạnh mẽ. Mẹ không để Na-yeon phải lo lắng cho mẹ nữa. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cô vợ mèo. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một anh nông dân nghèo sống một mình trong một căn nhà nhỏ. Chàng làm việc quần quật cả ngày, nhưng cuộc sống cũng chẳng khấm khá hơn. Tuy vậy, nhưng anh ta lại vô cùng tốt bụng và niềm nở, khiến mọi người xung quanh rất yêu mến. Gần nhà anh nông dân này là tên phú hộ giàu có nhất làng. Mặc dù cuộc sống vương giả là thế, nhưng tên phú hộ lại rất đỗi keo kiệt và tàn nhẫn với tất cả mọi người. Cả con mèo này nữa, nuôi mày chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ tổ tốn cơm thôi. Muốn rồi, ai còn đến tìm mình vào giờ này nhỉ? Đây chẳng phải là con mèo nhà phú hộ ư? Sao nó lại ở đây trong cái thời tiết mưa gió như thế này nhỉ? Nào mèo con vào đây, mày ở bên ngoài dễ bị cảm lạnh lắm. Mưa thế này thì đêm nay mày cứ ngủ lại đây, ngày mai tao sẽ đưa mày về nhà được chứ? Mới sáng ra, cái tên nghèo mạt hạng như nhà ngươi tới đây định xin xỏ gì? Cút về đi, ta không có cho nhà ngươi đâu. Khoan đã, thưa ngài, hôm nay tôi tới đây không phải để xin xỏ gì, mà tôi tới để mang trả lại con mèo này cho ngài. Nó đã đi lạc vào nhà tôi tối hôm qua. Không, nó là một con mèo vô tích sự, không bao giờ bắt chuột. Nhận nó lại chỉ tổ tốn cơm. Ta không cần. Dù sao nó cũng là do ngài nuôi, làm sao ngài có thể nói như vậy được? Nuôi nó ở trong nhà chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Mèo là của nhà ông, ông không nuôi thì bây giờ tôi biết phải đưa nó cho ai? Nếu không biết làm gì thì nhà ngươi vứt nó đi. Thật là một người độc ác, sao ông ta có thể vứt bỏ một con vật dễ dàng như vậy chứ? Thôi được rồi, đã thế thì mày hãy cùng tao về nhà đi. Dù tao có nghèo khó,
nhưng tao nhất định sẽ không bỏ mặc mày như gã phú hộ keo kiệt kia đâu. Không còn cách nào, anh quyết định mang nó về nuôi. Bất cứ đồ ăn gì, anh cũng chia cho mèo, coi nó như người thân trong nhà. Này mèo con, nếu mày là người thì tốt quá nhỉ. Nếu như thế, thì trong lúc tao đi làm đồng, mày sẽ ở nhà xay gạo cho tao. Khi ấy cuộc sống sẽ đỡ vất vả hơn biết chừng nào. Mày hiểu tao nói gì sao? Chắc là tao tưởng tượng ra thôi, làm gì có chuyện ấy chứ. Ta phải đi ra đồng làm đây. Mày ở nhà ngoan và nhớ không được đi đâu đấy. Rõ ràng không có ai ở nhà, nhưng sao mình lại nghe thấy tiếng cối xay nhỉ? Ra là thế. Cảm ơn mày, mèo con. Cảm ơn mày đã giúp tao. Từ đó trở đi, trong khi anh nông dân ra đồng làm việc, thì con mèo ở nhà xay bột sẵn, làm tất cả việc nhà cho chàng. Vào một ngày nọ, khi anh nông dân tâm sự với con mèo: Mèo con à, ước gì mày là người thì tốt biết mấy. Những lúc vui buồn, tao sẽ có thể tâm sự với mày, và mày cũng có thể an ủi tao. Cuộc sống này đôi lúc thật khó khăn, giá mà có một người ở bên động viên để giải bày tâm sự thì tốt biết bao. Anh chủ, xin anh đừng buồn nữa. Mày biết nói tiếng người sao? Đúng vậy, vốn dĩ trước đây tôi là một con người, nhưng do một số lỗi lầm trong quá khứ nên bị phạt sống kiếp của một con mèo. Tội nghiệp mày quá. Lúc trước khi chưa gặp anh, tôi đã nghĩ sẽ sống cam chịu làm con vật suốt đời, nhưng chính sự tốt bụng và chân thành của anh đã khiến tôi cảm thấy hối hận. Tôi muốn đi hành hương, muốn đi đến nơi của các vị thần để cầu xin được trở thành con người như xưa, để có thể báo đáp lòng tốt của anh. Nếu mày đã muốn như vậy thì hãy cứ đi đi, đừng quá để ý đến tao. Hãy mang chút tiền này đi đi, và đừng để lũ chó mèo hoang bắt nạt đấy nhé. Cẩn thận đấy, đi xong thì về với tao. Muộn rồi, mau về đi, kẻo tối đấy anh bạn. Được rồi, các anh cứ đi trước đi, tôi về bây giờ đây. Rồi vào một buổi sau đó, đúng 30 ngày, anh nông dân trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Và rồi anh rất bất ngờ khi thấy căn nhà của mình sáng choang, đồ đạc được sắp gọn gàng, sạch sẽ. Có chuyện gì xảy ra thế này? Còn cô là ai? Sao lại vào nhà tôi? Thiếp chính là con mèo được chàng mang về nuôi và được chàng cho đi hành hương đây. Thật vậy sao? Thật ra thiếp vốn là người, nhưng do một số chuyện xảy ra trong quá khứ nên đã bị biến thành mèo. Nhưng chính nhờ lòng tốt của chàng đã giúp thiếp có thể đi hành hương và trở lại làm người. Thế là anh nông dân cùng cô gái kết hôn với nhau. Từ đó hai người chăm chỉ lao động, cuộc sống của họ dần khấm khá. Còn về phần lão phú hộ, do ngày càng keo kiệt và tàn nhẫn, dần dần chẳng ai muốn làm thuê cho lão ta nữa. Chẳng mấy chốc, lão trở nên nghèo khó. Chim chu tước. Thuở còn hồng hoang, khi mùa đông sắp về, ấy là lúc muôn thú khắp nơi thường kéo nhau đi tìm đến chỗ thần lửa trú ngủ để cùng nhau sưởi ấm. Ôi, ấm quá là ấm đi. Thật tuyệt khi trái đất có một nơi ấm áp cho chúng ta sưởi ấm. Chúng ta cùng nhảy múa đi. Ừ, hay đấy. La 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 la. Thế rồi một năm nọ, tuyết rơi. Lạnh quá, lạnh quá đi mất. Cậu xây ra một chút đi, thân hình cậu to xồ xề, ngồi choáng hết của mọi người còn đâu. Này, cậu đừng ủi thế, để tớ sưởi với chứ. Lạnh quá, hy vọng mùa đông sẽ chóng kết thúc. Các bạn cho tớ cùng sưởi với. Ừ, lại đây cùng sưởi nào. Lo gì chứ, không lâu nữa mùa đông sẽ kết thúc thôi. Ờ, có chỗ nóng ấm đây rồi lo gì. Này, cái gì đằng kia thế nhỉ? Ôi, hình như là bão tuyết. Ôi, à! Hình như ngọn lửa đang bị thổi tắt dần. Làm sao bây giờ? Muôn loài ơi. Ôi, là thần lửa phải không ạ?
không thể cầm cự nổi nữa. Xem chừng không thể tiếp tục duy trì ngọn lửa này rồi. Ta cần tiếp thêm sức, cần một trái tim quả cảm của ai đó để gắng gượng trước khi bị bão tuyết dập tắt hoàn toàn. Ai? Ai sẽ là người tế sinh đây? Nào, ai đó hãy vào làm việc này vì mọi người đi. Này Ma Mốt, thân hình cậu to thế, cậu hãy là người tế sinh đi. Chắc chắn ngọn lửa sẽ bùng cháy, sẽ rất to, mọi người sẽ biết ơn cậu. Ta có bộ da dày, ta không sợ bão tuyết. Nếu lửa có tắt, ai muốn trú thân thì đến bên ta mà nấp vào người của ta sẽ không sao cả. Trời ơi, có ai đó hãy mau nhận sứ mệnh này đi, nếu không ngọn lửa sẽ tắt mất. À, Linh Dương, hay là cậu? Sao lại là tớ chứ? Cậu không chịu tế sinh đi mà còn đùn đẩy cho người khác thế nhỉ? Cọp nanh dài. Ồ, không đời nào nhé. Với sức mạnh và thể lực như bọn ta thì chả việc gì phải sợ. Ôi! Ôi! Nhanh lên, ngọn lửa sắp tắt mất rồi. Làm ơn đi, ai đó hãy nhận hiến mình cho ngọn lửa đi. Nếu không tất cả sẽ mãi mãi chìm trong băng giá. Ôi không, ngọn lửa đang tắt rồi. Ngọn lửa sắp tắt rồi, không ai dám hy sinh cả. Ai cũng chỉ lo cho bản thân mình thì muôn loài sẽ chết công hết. Thế thì không được. Chú Tước ơi, mi có dám không? Hãy vì muôn loài tiếp theo sức mạnh cho thần lửa nào. Ôi, chú chim nhỏ bé nhưng có trái tim thật nhân hậu, dám hy sinh sự sống của mình cho muôn loài. Từ đấy về sau, Chu Tước là tên dùng để chỉ về loài chim phụng hoàng lửa bất diệt này. Cũng từ đấy về sau xuất hiện thành ngữ chim sẻ hóa phụng hoàng là vậy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.